Xin chào các bạn, hôm trước thì mình có giới thiệu với các bạn một cái kèo khá là tiềm năng. Đó là kèo Sol Long, claim cái đồng Sol Long ở trên hệ sinh thái Solana, ở trên ví OKX. Hôm trước thì claim những cái point này nó hoàn toàn free. Đúng 2 ngày mình claim được, nhưng mà nghe chừng cái dự án thấy ngửi mùi đấy, anh em vào tham gia rất là nhiều nên đã đưa cái điều kiện khó khăn hơn. Đó là gì? Đây, bạn phải có tối thiểu là 0,1 source ở trong ví để có thể claim những cái point này. Các bạn xem, kèo này khả năng là cũng không phải là dễ ăn đâu. Nhưng mà nếu mà là mất phí thì chứng tỏ là nó cũng có tiềm năng rất là lớn. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể sau nhé.